Hello anh chị, chào mừng chị đã quay trở lại với bản tin thị trường của chúng ta ngày hôm nay, phiên giao dịch cuối tháng ngày 31 tháng 7. Thì thị trường cũng sắp đóng nến tháng, khi mà hết ngày hôm nay thì là đóng nến tháng rồi, đoạn hết ngày hôm nay thì đóng nến tháng rồi. Và chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là index đang có 1, 2, 3, 4, 5 tháng đi ngang với một cái thanh khoản giảm dần. Thì nến tháng hiện tại vẫn đang khá là tích cực khi mà đang neo ở những cái vùng cao, nhưng mà thanh khoản nó thấp dần như này. Đấy, đấy là chúng ta nói về nến tháng, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta khi mà nhìn vào nến tuần thì chúng ta có thể thấy được rằng là nến tuần thì cũng hiện tại đang có 3 tuần, đúng không? 3 tuần đang chưa vượt được một vùng 1.300, đúng không? Đang chưa vượt được một vùng 1.300 và có cái sự phân kỳ với MACD như này. Đấy. Vậy thì với những cái vận động như này, kèm theo đó là ngày hôm nay nó có một cái phiên tăng điểm, thì chúng ta sẽ nên hành xử như nào với tài khoản cũng như là chiến lược sắp tới sẽ ra sao, thì tất cả sẽ có trong video của em ngày hôm nay anh chị ha. Ok, thì hôm nay chúng ta có thấy được rằng là thị trường đã, trong phiên thì cũng đã có lúc tăng khá tốt khi mà thị trường tăng tới khoảng 10 điểm. Nhưng mà cuối phiên gần như là gì ạ? Thị trường của chúng ta nó bị cụt đầu như này và đã có một lực bán khá là mạnh ở lúc khoảng tầm 2 giờ 15. Đấy, thanh khoản của thị trường chỉ thực sự đột biến ở cái vùng khoảng tầm 2 giờ 15. Còn phiên buổi sáng thì thị trường chủ yếu được kéo bằng những cái mã cổ phiếu trong nhóm VN30. Khi VN30 ngày hôm nay tăng tới 11 điểm. VN30 tăng tới 11 điểm nhưng mà index chỉ tăng gì ạ? Chỉ tăng khoảng 6 điểm. Nó cho thấy được rằng là ở VN Index thì những cái mã cổ phiếu trụ, những cái mã cổ phiếu như là Vietcombank, đúng không? Vinamilk, GAT hay là BID hay là VBank thì nó mới gì ạ? Đóng góp điểm số cho thị trường. Khi Vietcombank tăng tận 2,32 điểm đóng góp vào index, còn Vinamilk khoảng tầm 2 điểm, đúng không? Đâu đó là những cái điểm tăng này đa số là đến từ cổ phiếu trụ và những cổ phiếu mid cap bị bán rất là nhiều. Đúng không? À, đặc biệt là dòng thép chúng ta có hôm nay có Hoa Sen nữa giảm 4,8%, Hòa Phát thì cũng giảm khoảng tầm 2,51%. Đó thì với những vận động này chúng ta có thể thấy được rằng là cái sự phân hóa nó bắt đầu xảy ra, đúng không? Cái sự phân hóa nó bắt đầu diễn ra khi mà buổi sáng nay trong cái bản tin chúng ta cũng đã nhận định đó là ở thời điểm hiện tại từ giờ đến cuối tuần sẽ có cái sự phân hóa. Khi các dòng cổ phiếu mạnh sẽ tăng ngược thị trường và nhóm hồi phục kỹ thuật sẽ hết dư địa và quay xuống điều chỉnh tiếp. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái nhóm mà tăng tốt thì đa số là nhóm ngân hàng, và nhóm ngân hàng trong đợt vừa rồi thì có kết quả kinh doanh khá tốt, đúng không ạ? Ví dụ như là VPBank này, hay là VIB, HD Bank, hay là Vin, hay là những cái mã cổ phiếu dạng như là Vinamilk hay là GAT. Đặc biệt là GAT thì có lợi nhuận khủng, đúng không ạ? Đặc biệt là GAT thì có lợi nhuận khủng, nên là diện những cái mã cổ phiếu này hôm nay nó tăng rất tốt. Và ngược lại, những cái nhóm nó hồi phục trong cái khoảng thời gian vừa rồi dạng như là Hoa Sen, đúng không ạ? Chúng ta lấy ví dụ ở những mã cổ phiếu thị trường đi, thì sau khi mà nó hồi phục kỹ thuật lên đến những cái vùng cản đấy, những cái vùng cản này thì bắt đầu nó có cái lượng cung trở lại và hồi phục lên, nhưng thanh khoản không đi vào, nó cho thấy được rằng là lượng cầu không quá mạnh mẽ mà diện lượng cung thì chưa ào ra, bởi vì lượng cung vẫn còn kẹt hàng ở trên và những cái người kẹt ở trên này họ mong muốn là giá lên để họ bán. Thì diện cái lượng cung mà họ kẹt ở trên này, kèm theo đó là những cái nhà đầu tư họ trung bình giá ở những cái phiên hồi này cũng như là mua mới ở phiên hồi này, thì những cái phiên này là những cái phiên mà họ bán ra đấy, thì thành ra nó bị dồn cung và khá nhiều nhá, và lượng cung khá nhiều, nó dẫn tới những cái cổ phiếu này nó bắt đầu có cái sự diện trồi sụt cũng như là vận động kém đi sau khi mà nó hồi phục kỹ thuật đấy, rồi cũng giống như là Nam Kim. Anh chị có thấy là nó chỉ hồi lên đến những cái vùng cản này thôi, những cái vùng nền cũ mà cổ phiếu thủng qua đấy. Và Hòa Phát thì diện cũng còn khá là chật vật khi hồi lên đến những cái vùng nền cũ này, nhưng mà sau đó lại bị bán ngược trở lại với von lớn. NHA, một cổ phiếu trần hôm trước ở trong nhóm bất động sản, thì diện đã bị giảm 2 cây, đúng không? Tức là ai đu trần NHA hiện tại vẫn đang lỗ nhá, ai đu trần NHA hiện tại thì vẫn đang lỗ đấy. Chúng ta hy vọng nhất vào những cái mã cổ phiếu ngân hàng dạng như là MBB đang có những cái vận động rất là đẹp khi mà nó tạo ra những cái cốc tay cầm ở đây và hiện tại đang tạo cái quay. Đấy, thì ngày hôm nay thì cũng không đóng đến được tích cực lắm anh chị nhé, không đóng đến được tích cực lắm. Và những cái mã cổ phiếu dạng như là Liên Việt Postbank buổi sáng, những cái dạng như Liên Việt Postbank thì tạo đỉnh rồi, gọi như TPBank này, gọi buổi sáng thì cũng đang tăng rất là tốt đấy, nhưng mà cuối phiên thì bị cụt đầu, hay là VIB đúng không, cũng bật tăng nhưng mà bật tăng từ những cái vùng mà diện nó đã thủng hỗ trợ khá là lâu rồi đấy, thủng hỗ trợ khoảng tầm 1-2 tuần rồi. Hoặc là những cái con sáng nay tăng tốt nhất thì nó là những cái con dạng như HD Bank, đúng không ạ? Với cái mẫu hình cờ đuôi nheo thì nó bật lên đấy. Thì với cái việc mà cổ phiếu ngân hàng nó tăng như này thì nó sẽ kéo điểm số rất là tốt, nhưng khi diện cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới điểm số nhiều đấy. Nên lúc mà diện nhóm banh mà nó điều điều chỉnh mà mid cap nó không tăng hồi được tiếp mà nó diện cũng quay ra nó điều chỉnh theo, thì không còn cổ phiếu nào để mà nó đỡ thị trường nữa anh chị nhá. Chúng ta thấy được rằng là trong cái giai đoạn này thì cơ hội ở trên thị trường khá là ít
Đấy, khá là ít. Đấy, dòng thép thì ngày hôm nay thì nó gặp một số những cái thông tin xấu liên quan đến điều tra cái chống bán phá giá, đúng không ạ? Nhưng mà cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta phải gì ạ? Phải chống bán phá giá là vì gì ạ? Vì cái giá thép HRC của Trung Quốc đang giảm khá sâu và nó có cái dấu hiệu là bục đáy. Đấy, thế nên là gì ạ? Trong cái khoảng thời gian vừa rồi khi mà cái chính sách cũng như là những cái chính sách làn danh đỏ của Trung Quốc nó khiến cho bất động sản nó gần như là nó không nhúc nhích được của Trung Quốc, cũng như là những cái dự án đầu tư công của Trung Quốc nó cũng gì ạ? Nó trở nên bão hòa. Đấy, nên từ đó gì ạ? Cái lượng thép đổ vào nền xây dựng nó không còn nhiều và nó còn đang dư thừa khá nhiều và nó đã đang tràn sang các nước khác với giá rẻ. Vậy nên là gì ạ? Nhóm thép cũng như là ngành thép của Việt Nam đang cạnh tranh với những cái lượng thép này. Thế nên là gì ạ? Nên bị phá giá rất nhiều. Đấy, thế nên là gì ạ? Nhóm thép trong cái khoảng thời gian vừa rồi cũng như là khoảng thời gian này thì cái sự hồi phục của nó là khá yếu nhá. Đấy, nhóm thủy sản cũng thế, chúng ta có thấy được rằng là ANV hôm trước cũng hồi phục khá là mãnh liệt đúng không? Nhưng mà thanh khoản rất là thấp thì cũng đã quay trở lại điều chỉnh. Đấy, nhóm xuất khẩu đúng không? Chúng ta chỉ có thấy được rằng là cảng biển thì cũng có HAH cũng hồi phục đúng không ạ, cũng hồi phục về đến những cái vùng kháng cự ở trên và bị quay lại điều chỉnh đúng không ạ. Nhưng những cái mẫu những cái cổ phiếu này nó còn đẹp hơn khá là nhiều bởi vì gì ạ? Nó điều chỉnh từ đỉnh xuống nó cũng không quá là mạnh. Đấy, ví dụ như HAH chúng ta điều chỉnh từ đỉnh xuống khoảng tầm 10%. Đấy, nhưng còn rất nhiều cổ phiếu khác, ví dụ Hoa Sen này, nó điều chỉnh từ đỉnh đến khoảng thời gian bây giờ. Đúng không ạ? Đâu đó nó khoảng tầm 15, hiện tại là 17% rồi. Hay là những cái mã chứng khoán dạng như SSI trong cái khoảng giảm vừa rồi của thị trường nó còn thủng gì ạ? Thủng hỗ trợ. Đấy, và hiện tại vẫn đang ngấp ngoài ở chỗ này. Nó giống như là con đích này. Đấy, giống như con đích này hay nó giống như con DXG này. Đấy, thì nó vẫn đang ngấp ngoài ở đây. Thì những cái trường hợp mà ngấp ngoải cũng như là thủng đáy bục đáy đang trong một xu hướng giảm mà nó đi ngang lâu như này, nó không có sự bứt thoát lên, thì chúng ta cũng cần cảnh giác với những cái mã cổ phiếu này. Rất có nhiều khả năng là những cái mã cổ phiếu đi ngang lâu ở những cái vùng đáy như này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tiếp tục điều chỉnh tiếp nhá. Đấy, nó tiếp tục điều chỉnh tiếp thì anh chị chúng ta lưu ý đúng không ạ, thị trường hiện tại vẫn đang rất là ít cơ hội và cái việc kéo trụ như này là một cái việc không hề tốt anh chị nhá, không hề tốt. Khi mà thị trường cứ kéo trụ như này mà mid cap không tăng thì cái cơ hội trading của chúng ta cũng sẽ rất là ít. Bởi vì những cái mã cổ phiếu trụ, những mã cổ phiếu VN30 là những cái mã cổ phiếu khá là ít người chơi và nó đa số nó nằm trong tay những nhà tư tổ chức họ để họ điều phối thị trường. Đó, chúng ta có thấy được rằng là một nhịp giảm của thị trường như này và thị trường hồi phục kỹ thuật lên nó không đạt những cái yếu tố mà chúng ta cần. Đấy, thứ nhất là gì ạ? Là cái yếu tố đầu tiên là tăng với một cây lớn và thanh khoản vào đột biến là nó không có. Đúng không ạ? Nó không có. Đấy, cái nhịp tăng bứt tốc thời gian trước này, đấy, nó tăng liên tục như này thì mới là những cái biểu hiện tốt. Còn vừa tăng vừa giật cục mà cung vẫn đang còn nhiều như này, đấy, mà nó còn xuất hiện những cái trạng thái kéo dĩa kéo banh để xả mid cap lại là một cái điều thứ hai mà thị trường không đạt được. Đúng không ạ? Không đạt được thì gì ạ? Nó sẽ rất là gì ạ? Nó sẽ thứ nhất là nó ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư sẽ hạn chế cái lượng cầu vào trong thời gian sắp tới bởi vì ai cũng nghĩ là gì ạ? Là thị trường như này rủi ro nên là cầu sẽ không vào nữa. Đấy, nên là nhà nhà đầu tư tổ chức họ vẫn đang cố níu giữ chỉ số đúng không ạ? Níu giữ chỉ số dương như là để phục vụ phái sinh. Anh chị nhá, dương như là để phục vụ phái sinh. Đấy, thì chúng ta có thấy được rằng là ngày hôm nay nhìn vào đến 5 phút của phái sinh, chúng ta có thấy được rằng đến 5 phút của phái sinh mở gap rất cao, đúng không ạ? Mở gap rất cao nhưng thanh khoản nó không quá là đột biến. Đúng không ạ? Nó không quá là đột biến và nó không bằng hai cái cây sọt mà nó sọt xuống lúc khoảng tầm 14 giờ 10 thì cái gap này khả năng trong thời gian tới nó sẽ bị lấp lại thôi nhá, sẽ bị lấp lại thôi. Nên là anh chị đặc biệt chú ý cái index ngày hôm nay cũng mở gap nhưng mà đa số mở gap vì những cái mã cổ phiếu VN30 đúng không ạ, chứ không phải là mở gap vì những cái mã cổ phiếu mid cap hay là thị trường đồng thuận tăng. Đấy, không phải thị trường đồng thuận tăng nhá, thì chúng ta cũng không có quá nhiều cái cơ sở để có thể đánh giá được là hôm nay là một cái phiên tăng tốt của thị trường đúng không ạ, bùng nổ không phải, lan tỏa dòng tiền không phải, mà ngược lại lại có những mã cổ phiếu nó đi xuống và nó điều chỉnh giảm, nhất là ở nhóm mid cap, những cái nhóm cổ phiếu thị trường. Đấy, thì ở nhịp này chỉ có VN30 hay là những cái mã cổ phiếu trụ thì anh chị nào đánh thì chúng ta thì ăn được thôi. Đấy, ví dụ như Vinamilk này. Đấy, Vinamilk đánh lên một cây von to nhất từ trước đến giờ. Anh chị có thấy to nhất từ trước đến giờ đối với Vinamilk. Đấy, một cái cây von gần như là gì ạ? Đạt đỉnh luôn. Đấy, đạt đỉnh, top đạt đỉnh luôn. Thì đấy, thì Vinamilk nó tăng như này nhá, với một cái thanh khoản rất lớn như này nhá anh chị nhá. Đấy. Và lại còn gặp cái vùng cản này thì rất dễ là có khả năng nó sẽ điều chỉnh lại nhá. Anh chị có thể để ý này,
một cây von tăng cực lớn này, đúng không ạ? Sau đó điều chỉnh diện, điều chỉnh lại. Đấy, một cây von tăng cực lớn này, sau đó điều chỉnh lại. Đấy, một cây von tăng cực lớn này, thêm gì ạ? Thêm một cây nữa, sau đó đi ngang lại điều chỉnh này. Đấy, tức là khi mà VNMU nó thường xuyên nó tạo ra những cây von như này. Đấy, thì sau đó đa số là điều chỉnh. Đúng không ạ? Có cái nhịp này thì là cái nhịp tăng này. Và chúng ta cũng ăn được cái nhịp này đây. Đấy, năm ngoái chúng ta ăn được cái nhịp này của VNMU đây. Mua đâu đó quanh vùng giá là vùng giá 71. À đây là hình như là nó chia rồi. Đúng không ạ? À, mua vùng giá đâu đó quanh 65 này, mua cái cây rút chân này này, và sau đó chúng ta bán ở trên cái vùng 71. Đấy, thì những cái cổ phiếu này thì cái đà tăng giá của nó em đánh giá là khả năng nó sẽ không được quá dài, bởi vì đây là một cổ phiếu đang trong một cái chen giảm, đúng không ạ? Cổ phiếu đang trong chen giảm thì nó cũng sẽ vẫn cứ tiếp tục giảm tiếp thôi. Còn những cái mã cổ phiếu đi ngang thì cũng chúng ta cũng chưa biết là nó đi ngang đến bao giờ. Đấy, nhưng cổ phiếu đang trong đà tăng thì rất có khả năng nó sẽ tăng tiếp nhá. Đấy, thì chúng ta cần nắm được những cái điều đấy để anh chị có thể là nhìn rõ hơn về thị trường cũng như là cổ phiếu, hoặc những anh chị nào chúng ta mới giao dịch thì chúng ta có những cái kinh nghiệm để nhìn thị trường. Những cái phiên mà thị trường tăng điểm như này thì cũng không phải là một tín hiệu quá là tích cực. Đấy, hôm nay nước ngoài bán ròng 674 tỷ, đúng không ạ? 674 tỷ, chủ yếu vào VIX. Thì cái nhóm này lại là một cái nhóm nó cũng đè chỉ số, nhưng mà chẳng qua là hôm nay có banh nó gì ạ? Nó hỗ trợ, đúng không ạ? Có banh nó hỗ trợ nên là thị trường nó không giảm sâu. Đấy, còn bây giờ mà banh mà chỉnh mà nhóm này nó còn chỉnh tiếp nữa thì điểm số thị trường nó đi khá sâu và nó sẽ tạo ra cái sự hoảng loạn. Đấy, hôm nay xem nào, xem tự doanh nhỉ. Đấy, tự doanh hôm nay cũng bán ròng. Đúng không ạ? Bán ròng 343 tỷ sau 3 cái hôm mua ngày 22, 23, 24. Đấy, họ chết đinh và họ đang bán ra dần. Đấy. Thì thực sự là tín hiệu của thị trường nó vẫn chưa đủ để chúng ta có thể là vào hàng. Đúng không ạ? Và cái chiến lược ở thời điểm hiện tại thì với việc thị trường hồi phục kỹ thuật với thanh khoản trung bình, kèm theo đó là chưa có dòng dẫn dắt thì rủi ro vẫn sẽ tiềm ẩn. Đấy, dòng ngân hàng là dòng được kỳ vọng dẫn dắt ở thời điểm hiện tại, nếu không sẽ khá khó để thị trường bứt thoát. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và hạn chế mua đuổi, mua break. Đúng không ạ? Cổ phiếu thăm dò chúng ta vẫn ưu tiên MBB và MWG, hai cổ phiếu trong những cái nhóm mạnh nhất thôi. Đúng không ạ? MWG. Đấy, hoặc là FRT. Đấy, đều là những cái mã cổ phiếu trong nhóm bán lẻ và những cái nhóm mạnh mà nó không chiết khấu nhiều, nó thể hiện sức mạnh đối với thị trường, thì chỉ có đặt niềm tin vào những nhóm này thôi, còn những nhóm khác thì khá khó. Đấy, khá khó, đúng không ạ? Đây, chúng ta có nhìn qua một số nhóm nhá, chẳng hạn như bất động sản này. Long Điền thì là một cổ phiếu gần như là nó gặp những rất là nhiều tin xấu ở cái khoảng thời gian vừa rồi, hiện tại ngày hôm nay nó trần lại được một phiên thì cũng không thể tham gia vào được, giống như QCG khoảng thời gian vừa rồi gặp tin xấu, đúng không ạ? Nó trần một phiên thì cũng không thể tham gia vào được. Đấy, bất động sản nhá. DXS thì ngày hôm nay cũng tăng mạnh nhưng mà gặp MA20 quay đầu trở lại. Thì với những cái mã cổ phiếu đi ngang lâu ở những cái vùng đã giảm như này rồi mà nó không bật được như này thì anh chị diện nên bán ra. Đấy, thì bật như này cũng là một cây để bán nhá. Bật cũng là một cây để bán, mà nó không bật thì cũng bán. Không bật thì cũng bán đối với đấy nhé. Một cổ phiếu thanh khoản nhỏ trong nhóm ngành bất động sản thì cũng không nên chơi cổ phiếu này. Novaland thì sau rất là nhiều những cái tin xấu khoảng thời gian vừa rồi thì lại cố bơm thêm tin tốt cũng như là lợi nhuận 9.000 tỷ. Nhưng thực ra những cái lợi nhuận đấy đều là những cái lợi nhuận đến từ cái việc mà bán công ty con, đúng không ạ? Bán công ty con và họ hoạch toán vào thôi, tay trái tay phải bán cho nhau thôi, chứ thực ra là cái lợi nhuận đến từ cái công việc kinh doanh thì nó không có, đúng không ạ? Không có. Anh chị nhá, anh chị phải xem kỹ trong cái báo cáo tài chính, nó sẽ có cái phần lợi nhuận đến từ việc hoạt động kinh doanh chính nó có nhiều hay không, đúng không ạ? Giống như PDR này, đấy, lợi nhuận cả quý được có bao nhiêu, 4 hay là 8 tỷ thế nào ấy, đến từ hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? Tức là cả quý đấy họ bán được có vài căn nhà. Còn đâu là lợi nhuận đến từ gì ạ? Đến từ lợi nhuận đến từ gì? Đến từ những cái hoạt động mà bán công ty cũng như là hoạt động tài chính. Đúng không? Hoạt động tài chính chúng ta có thể được rằng là xem nào, xem cái báo cáo kết quả kinh doanh của PDR, đúng không ạ? Đây, chúng ta xem PDR. Xem báo cáo kết quả kinh doanh. Tải báo cáo tài chính này, hợp nhất quý 2 này, đúng không ạ? Hợp nhất quý 2 thì chúng ta cũng sẽ xuống đến những cái phần là gì? Phần lợi nhuận, doanh thu tài chính này, đúng không ạ? Doanh thu tài chính, đây. Lợi nhuận đến lợi nhuận gộp này. Chi phí tài chính này, lợi nhuận thuần đến từ hoạt động kinh doanh này. Quý 2 năm trước, anh chị có thấy là quý 2 năm trước này 377 tỷ này, quý 2 năm nay này có 75 tỷ. Đúng không ạ? Có 75 tỷ. Đấy, chúng ta phải lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này. Đấy.
Đấy, chúng ta phải ghi nhận cái lợi nhuận này này. Đấy, báo cáo tài chính PDR 2024. Đấy, nói chung là chúng ta xem ở cái phần báo cáo tài chính này. Đấy, nó sẽ có những cái phần nói đến là gì, cái hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp này nó có gì ạ, nó có đạt cái lợi nhuận như là báo cáo đưa ra hay không, hay là nó đến từ một cái nguồn lợi nhuận khác. Đấy, thì chúng ta phải xem rõ nhá để hiểu rõ cái bản chất, đúng không? Chứ không phải là thấy thông báo lãi như này là cổ phiếu tốt đâu anh chị nhá. Đấy, PDR đúng không ạ? Đấy, những con như là Nam Từ Liêm này đúng không ạ, ra báo cáo kết quả tài chính tốt. Đấy, báo cáo tài chính tốt nhưng bị bán một cây rất mạnh ngày 30 tháng 7 và hôm nay tiếp tục đảo chiều. Đấy, hôm nay tiếp tục điều chỉnh, tiếp tục điều chỉnh. Đấy, không phải là kết quả kinh doanh tốt mà nó gì ạ? Mà nó tăng đâu, đúng không ạ? GVR ngày cũng cũng vậy, đúng không ạ? Báo cáo kết quả kinh doanh tốt nhưng thực ra là nó không được tốt như kỳ vọng, đúng không ạ? Có thể là năm nay được gì ạ? Được 10 phần, năm sau được 20 phần nhưng mà gì ạ? Để tăng thêm gì ạ? Gấp đôi cái phần 20 phần đấy nó sẽ rất là khó. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy, đúng không ạ? Nó đã qua cái giai đoạn gì ạ? Tăng trưởng rồi. Nhá, hiện tại nó cũng đang chững lại giống như chứng khoán vậy. Năm ngoái chúng ta có thể thấy được rằng ví dụ như SSI đấy, năm ngoái cái gì, cái lợi nhuận của nó đúng không, lợi nhuận của nó cũng tăng. Đây chúng ta xem cái khác, ví dụ như FTS này quý 2 quý 1 đây này, năm ngoái này, cái lợi nhuận quý 3 năm 2024 này rất là cao đúng không, rất là cao. Nhưng mà năm nay nó không thể cao bằng nữa mà nó chỉ gì ạ? Nó chỉ xem thôi, nó chỉ xem thôi. Đấy, nó chỉ xem thôi. Đây này, từ quý 4 năm 2023 này bắt đầu lên quý 1 năm 2024 này. Đấy, cũng là cái lúc mà FTS tăng mạnh nhất nhá. Lợi nhuận của quý 3 là 42 tỷ, lợi nhuận của gì ạ? Của quý 1 năm 2024 là 166 tỷ. Đấy, tức là nó tăng khoảng tầm 4 lần. Đúng không? Đấy, tức là từ tháng 12 đến tháng gì ạ? Đến tháng 4 đi. Đấy, từ tháng 12 đến tháng 4 đúng không ạ? Đây, cổ phiếu tăng khá là mạnh đúng không ạ? Cổ phiếu tăng khá là mạnh. Đấy, tức là cái quý 1 năm à, quý 4 năm 2023 và đến hết quý 1 năm 2024 là cổ phiếu tăng 100% đúng không ạ? Tăng 100%. Nhưng anh chị có thể thấy được rằng là từ bắt đầu từ quý gì ạ? Quý 1 năm 2024 đến quý 2 thì lợi nhuận nó chỉ quanh quanh 160 tỷ thôi, nó không thể gấp lên được nữa. Đấy, thế nên là nó bị gì ạ? Cái tăng trưởng nó bị chậm lại, nên là gì ạ? Giá cổ phiếu nó cũng vậy, nó cũng sẽ gì ạ? Đi ngang. Đúng không? Đi ngang không bứt thoát được mà nó không tăng được. Đấy thì nó phản ánh hết và từ cái báo cáo tài chính thì chúng ta có thấy được rằng là đa số là cổ phiếu ở thời điểm hiện tại là như vậy. Chúng ta có một cái năm Covid khá là khó khăn, năm 2022 đúng không ạ? Thì năm 2023 là một năm tăng trưởng vượt bậc đúng không ạ? Thì năm nay nó sẽ phải chậm lại là điều đương nhiên đúng không ạ? Nó sẽ cần phải tái tích lũy trở lại. Đấy thì chúng ta có thấy được rằng là bất động sản cũng vậy, chứng khoán vậy. VIX ngày hôm nay nó trần vì sao? Vì nó có hiệu ứng chia tách đúng không? Nó có hiệu ứng chia tách thì hôm nay nó trần thôi, nhưng mà cổ phiếu vẫn đang là một cổ phiếu trong xu hướng gì ạ? Điều chỉnh nhá. Điều chỉnh thì nó không thể nào mà nó là một cổ phiếu mà chúng ta có thể mua được. Đấy, hay APG hay là BSI đúng không? Hay là VND thì cũng đều là gì ạ? Trong một cái diện là như vậy. Đúng không ạ? Nó đang nằm trên một cái sườn dốc rồi, anh chị có thể thấy đúng không ạ? Cổ phiếu tăng này, đúng không ạ? Sau đó cổ phiếu diện đi ngang này và hiện tại cổ phiếu điều chỉnh. Đúng không ạ? Nó lại đang là một cái sườn dốc bên kia rồi thì sẽ rất là khó để đầu tư ngắn hạn với những mã cổ phiếu dạng như thế này nhá. Dài hạn thì có thể là được, bởi vì với cái giá này của VND thì nó cũng khá là rẻ rồi. Đấy. FTS này cũng vậy đúng không ạ? Nó đã qua một cái nhịp tăng rồi. Đúng không ạ? Qua một cái nhịp tăng rồi, hiện tại đang là một cái nhịp điều chỉnh. Đấy, thì sẽ rất là khó để cổ phiếu nó có thể lên được, kể cả thị trường có đẹp đến đâu. Đúng không? Ít nhất là nó sẽ cần câu chuyện từ doanh nghiệp, đúng không? Câu chuyện tăng trưởng. Đấy, những câu chuyện trong ngành dạng như KRX, nhưng mà những cái câu chuyện đấy thì nó quá là xa vời rồi. Ngân hàng thì tốt nhất trong ngày hôm nay, HD Bank, VIB, VP đúng không? Nhưng mà những nhịp tăng này em đánh giá là cũng không kéo dài được quá lâu, bởi vì nó phụ thuộc vào thanh khoản nữa. Khi kéo ngân hàng là những cái mã cổ phiếu lớn đúng không? Thì nó sẽ cần một thanh khoản rất lớn và dồi dào, một lượng tiền lớn. Thế nên là gì ạ? Để kéo một cái sóng ngân hàng không phải đơn giản đúng không? Không phải đơn giản. Đấy. Bất động sản thì vừa nói rồi, bất động sản khu công nghiệp thì con DLG thì thôi thôi không 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 tham gia được nha, cổ phiếu trong xu hướng xuống này đúng không ạ? ITA này, ITA cũng vậy này, những con dạng như KBC, những con nổi đình nổi đám trong cái khoảng thời gian trước với gì ạ? Với nhóm bất động sản khu công nghiệp hiện tại vẫn đang trong một xu hướng gì ạ? Điều chỉnh nhá, một xu hướng, một cái vùng phân phối khá lớn đúng không ạ? Một vùng phân phối khá lớn. Hay SSC thì cũng vậy,
đã tạo đỉnh, đúng không? Hai đỉnh hiện tại đang điều chỉnh rồi, mua sẽ rất khó với những mã cổ phiếu này. Hay là PHR. Đấy, chúng ta còn có vẽ những cái cốc tay cầm với nó mà, nhưng mà hiện tại đang đang fail, đúng không ạ? Đang fail và đang tạo rất là nhiều những cái vùng đỉnh này, và hiện tại đang trong xu thế điều chỉnh vì nó cũng đã tăng rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Tăng rất là nhiều rồi. Đấy, HDG thì cổ phiếu này em báo bán từ lâu rồi, đúng không ạ? Cổ phiếu này là một cổ phiếu đánh rất là khó khi mà nó thường xuyên tạo ra những cái đỉnh. Đây, ví dụ như là những cái giai đoạn này, đúng không ạ? Những cái giai đoạn mà nó tạo ra những cái vùng đỉnh lớn này đều là hai đỉnh này, và thường là sau khi nó đánh lên rất là mạnh như này nhá. Đấy, và nó đi ngang rất lâu nó không vượt được. Nó không vượt được. Đấy, cổ phiếu đi ngang rất lâu không vượt được kể cả đỉnh hay là gì hay là đáy thì gì ạ? Rất dễ là bị điều chỉnh. Sau nó tạo một cái đỉnh mới, sau đó gì ạ? Tạo một đỉnh mới tăng với thanh khoản rất lớn ở cây ngày 10 tháng 7 này. Đấy, nhưng sau nó đi ngang và nó điều chỉnh. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Nó lên đến cản rồi, nó lên đến cản rồi thì sẽ rất khó nó vượt đỉnh. Giống như con gì, con DBM này. Anh chị nhìn thấy tăng một cây thanh khoản cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Mùng 3 tháng 6 tăng một cây thanh khoản cực kỳ đẹp, đóng mắc nến nhưng mà sau đó đi ngang, đúng không ạ? Không bứt thoát được vì nó lại rơi và nó tạo đỉnh nữa. Bây giờ thì nó đi đấy, rất nhiều mẫu hình hai đỉnh trong thời điểm hiện tại. Ở DKM thì cũng vậy, đúng không ạ? Đi ngang này, bứt lên này, và hiện tại gì ạ? Đang trong quá trình lên tạo đỉnh hai, không biết là nó có tạo được không. Đấy anh chị nhá. DDV này cũng đi ngang này, lên tạo đỉnh một này, hiện tại đang hồi lên tạo đỉnh hai nhưng không biết là có hồi được không. Đấy, rất là xấu, đúng không ạ? Xấu, tức là nhìn qua thì chúng ta không có thấy có cơ hội nào đầu tư an toàn, đúng không ạ? Không thể có cơ hội đầu tư an toàn. BFC này, đúng không ạ? Kết quả kinh doanh cũng tốt này, đi ngang này, bật lên này, điều chỉnh xuống tệ với thanh khoản thấp này và đánh vượt đỉnh sau cứ đi ngang này, lại đánh lên với thanh khoản lớn. Đấy, thì hiện tại những cái con như này, đúng không ạ? Những con như này nó đánh rất là khó, đúng không ạ? Nó cứ mở gap như này thì không biết bao giờ nó sẽ quay về lớp gap, và nó quay về lớp nó chỉ cần một phiên thôi, anh chị nhá. Một phiên thôi là chúng ta cũng đã mất hết lãi rồi. Đấy, nên là không mạo hiểm để vào trong thời điểm này. Nói chung là nhìn khoảng thời gian này thì khá là ít mã cổ phiếu vào được. Ri giai đoạn trước đẹp này, đúng không ạ? Đây, và cũng theo lên test giống như chúng ta đã vẽ đây, và hiện tại đang quay xuống, đúng không ạ? Đang quay xuống. FPT cổ phiếu mạnh này. Đấy, hiện tại cũng đang ở trên một cái đỉnh rất là lớn, đúng không? Rất là lớn. Thì cái khoảng thời gian này cũng cũng không thể diện, cũng không thể liều mà vào đánh T cộng với những cái dạng như thế này được, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có diện thăm dò thôi, chứ còn vào tỷ trọng lớn sẽ rất là khó. Đấy, hay là FRT thì còn có cơ sở vào, bởi vì đây là một cổ phiếu gì ạ? Nó đánh kiểm soát cung, đúng không ạ? Và cái dư địa của nó còn khá lớn với những cái câu chuyện về Long Châu, về vaccine, đúng không ạ? Rất là nhiều. Đấy, nhưng mà việc đánh T cộng khi mà thị trường của chúng ta đang ngấp ngoải cũng như là nó đang lưng chừng như này sẽ rất là khó. Nên là cái chiến lược ở thời điểm hiện tại em vẫn gì ạ? Em vẫn hướng dẫn anh chị là chúng ta nên đứng ngoài, đúng không? Chân trong chân ngoài, tham gia khoảng tầm 20-30% thôi, không tham gia quá nhiều. Đấy, không tham gia quá nhiều khi thị trường chưa có những cái dấu hiệu tốt, dấu hiệu tích cực ở thị trường chung thì sẽ rất khó để chúng ta có thể lựa chọn cổ phiếu phân hóa được, bởi vì khá là ít cổ phiếu tốt mà đa số là cổ phiếu đều ở trong những cái mẫu hình sẵn sàng giảm giá nhá, sẵn sàng giảm giá anh chị nhá. Ok, thì đấy là những nhận định của em về cái phiên ngày hôm nay, thì nó cũng không khác gì những cái vận động trước của thị trường khi mà nó kéo trụ và xả mid cap, đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn vào cái biến động của thị trường này, đúng không ạ? Đấy, cổ phiếu vốn hóa lớn thì tăng rất là nhiều, nhưng trong đó là mid cap không tăng thì thường đây không phải là một dấu hiệu tốt nhá. Ok, thì ngày hôm nay thì em cũng đã báo anh chị là chúng ta nếu mà chúng ta chưa bán ở trong cái nhịp phục hồi này, đúng không ạ? Thì chúng ta nên bán trong nay và mai đi, đúng không ạ? Từ giờ đến cuối tuần là chúng ta nên bán đi, bởi vì thị trường có thể là nó không rơi luôn đâu, nó sẽ còn kéo tiếp, nó sẽ dùng cổ phiếu trụ nó kéo tiếp, đúng không ạ? Nhưng mà cái vùng cản trên này cũng là một cái vùng tích tụ lượng cung rất lớn anh chị nhá. 1260 sẽ là một vùng tích lũy cung rất lớn, bởi vì sao? Chúng ta có thể nhìn thấy được rằng này, những cái điểm bán với thanh khoản lớn của thị trường nó đâu đó nó đều gần như là xuất hiện ở cái vùng 1260. Đây là một ví dụ, đúng không ạ? Thanh khoản lớn đây cũng là một ví dụ, đúng không ạ? Thanh khoản lớn đấy, tức là lượng cung rất nhiều ở những cái vùng 1260 này đều là những cái vùng mà gì bị bán với thanh khoản lớn xuống nhá. Thế là có rất nhiều người người ta chờ, người ta cầm đến tận bây giờ người ta chưa bán, thì có thể là gì cái nhịp này của thị trường lên là họ sẽ bán. Đấy, chúng ta cần phải phòng trừ cái điều đó nữa anh chị nhá. Ok, thì video nhận định thị trường của em đến đây là kết thúc. Và xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi. Chúc anh chị và gia đình một buổi tối vui vẻ, kèm theo đó là cái sự tăng giá của thị trường vào ngày mai. Bye bye.